Xin chào các bạn, mình đang có mặt tại lễ ra mắt cộng đồng VinFast toàn cầu. Đây là một cái sự kiện rất lớn đánh dấu việc là VinFast sẽ mở ra một cái trang web diễn đàn để mọi người có thể chia sẻ đóng góp ý kiến và qua đó thì họ sẽ cải thiện sản phẩm của họ hơn. Tuy nhiên thì hôm nay ở đây mình đang để ý thấy có một cái sản phẩm mà rất là hot và rất nhiều người quan tâm, đó chính là mẫu xe điện mới VinFast VF9. Mặc dù thì mình vẫn chưa biết rõ là thời điểm ra mắt chính thức của chiếc xe này, tuy nhiên thì ở đây chúng ta đã có một chiếc xe nó gọi là rất hoàn chỉnh rồi và đi kèm theo đó là có mức giá của nó luôn. Với mức giá cho phản phiên bản Eco mà không mà thuê pin là 1.491 triệu, còn phiên bản Plus mà thuê pin là 1.685 triệu. Ở đây là một mức giá rất là hấp dẫn. Bởi vì sao? Đây là một chiếc xe mà nó thuộc phân khúc đó chính là SUV full size. Nó sẽ ngang với những kiểu GLS ấy. Giá GLS phải lên tới gần mười mấy tỷ đấy. Còn với hơn 1 tỷ các bạn có thể sở hữu chiếc VinFast VF9 này. Và bây giờ thì mình và các bạn hãy cùng nhau đi xăm soi qua mẫu xe điện VinFast mới nhất này nhá. Nhìn từ bên hông các bạn có thể thấy rõ sự bề thế của chiếc VF9. Xe thì dài hơn 5m1, từ các hốc bánh xe cho đến các vòm bánh xe đều rất to lớn vạm vỡ. Bên trên thì có thể thấy rõ ngay được ba khoang riêng biệt cũng rất lớn. Đặc biệt trụ xe có thêm logo của VinFast phân tách hàng ghế thứ ba như một khoang tách biệt. Mâm trên phiên bản Plus là 21 inch, còn phiên bản Eco là 20 inch. Đặc biệt mình rất thích chi tiết hốc gió nằm trên nắp capo của chiếc xe này, đem tới sự thể thao đáp ứng khi đeo học mà chỉ có VF9 có. Cụm đèn chiếu sáng Magic LED cũng rất ấn tượng, sử dụng công nghệ mới nhất, có thể tự động mở rộng góc chiếu, tự động cụp pha khi có xe ngược chiều. Tay nắm mở cửa trên VF9 được thiết kế ẩn vào bên trong, khi mở cửa tay nắm sẽ trồi ra. Nội thất bên trong của VF9 trông khá giống VF8, hướng đến sự tối giản, không có nhiều nút bấm, thay vào đó thì sẽ chỉ là những thao tác được điều khiển bằng giọng nói hoặc là thông qua cử chỉ, màn hình cảm ứng hoặc là màn hình HUD. Ghế da sờ rất cao cấp, mịn, êm. Để phân biệt nội thất giữa VF9 và VF8 thì có thể nhanh nhất đó chính là nhìn vào vô lăng. Bao quanh logo VinFast trên chiếc VF9 là hình vuông, còn trên chiếc VF8 là hình tròn. Về động cơ thì theo tiết lộ chiếc xe này sẽ có 2 motor với công suất tối đa là 402 mã lực, mô men xoắn cực đại là 640 Nm. Đó, như các bạn thấy thì vừa rồi mình cũng có thể quay qua nhanh thôi chiếc VinFast VF9 này bởi vì đang có rất nhiều người quan tâm. Tổng kết lại thì mình nhận xét rằng đây là một chiếc xe mà về bên ngoài thôi nhá, là nó rất là đẹp. Độ hầm hố rất to lớn và cái chiều dài của nó rất ấn tượng luôn. Bên trong đó là cái nội thất của chiếc xe này rất là đẹp, đặc biệt là cái phần ghế da của nó rất là hấp dẫn. Cái thứ hai đó chính là nó có rèm che nắng này, cũng như là có cả màn hình ở phía sau nữa. Một chiếc xe rất hiện đại dành cho đại đa số chúng ta. Và những cái thông tin chi tiết hơn về chiếc VinFast VF9 này thì mình sẽ hẹn các bạn trong những cái buổi sau khi mà mình có xe và có thể chạy được thực tế. Hy vọng là sẽ có thể chạy được thực tế chiếc xe này. Và đây là chiếc xe mà mình tin chắc rằng nó sẽ chạy ở đầy đường Việt Nam trong khoảng 1 đến 2 năm sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam.